Xin chào các anh chị. Rất nhiều các anh chị muốn biết cách làm sao để tư vấn một sản phẩm máy tạo nước pi từ A đến Z. Thì ở đây chúng ta đã có sẵn những cái catalog về máy tạo nước pi của Biontech. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách làm sao để giới thiệu cho khách hàng về một sản phẩm máy tạo nước pi, những cái thông tin gì là quan trọng và khách hàng cần chú ý khi lựa chọn một sản phẩm máy tạo nước pi. Thì ở đây chúng ta đang có trước mặt đây là gì ạ? Là catalog máy tạo nước pi của Biontech, với tất cả những cái thông tin bên ngoài rất là đẹp ở đây, đúng không ạ? Và thì chúng ta sẽ có những thông tin gì ở bên trong mà khách hàng cần phải nắm được. Ở trang đầu này thì các anh chị cần phải nắm được cái vấn đề là gì ạ? Cho khách hàng cho hiểu được nước pi là gì, tại sao lại gọi là nước pi, đúng không ạ? Thì nước pi ở những bên nước Anh thì nó gọi là nước alkaline, đúng không ạ? Hay là ở Nhật thì nó gọi là nước kangen. Vậy thì nguồn gốc của nước pi ở đâu? Ở đây chúng ta thấy rằng gì ạ? Từ thế kỷ 17, 18 rồi thì ở những một số nước như là Đức, Mexico, Canada, Ấn Độ thì người ta tìm ra một cái loại nước mà khi uống vào thì nó có tác dụng rất là tốt cho sức khỏe và thậm chí còn có tác dụng chữa bệnh nữa. Giáo sư nông nghiệp Akihiro Yamashita ở Nhật thì ông đã tìm ra đó chính là tác dụng của nước pi. Và chính vì vậy mà từ năm 1950 thì người ta bắt đầu sản xuất những cái máy tạo nước pi ở trong bệnh viện để hỗ trợ cho việc chữa bệnh cho bệnh nhân. Và đến từ những năm 1958 thì bắt đầu sử dụng ở trong gia đình và chúng ta có cái máy tạo nước pi như Biontech hiện nay mà chúng ta đang sử dụng. Đó chính là một trong những thiết bị y tế gia đình. Và đây là các cái thông tin về tập đoàn Biontech là nơi sản xuất và sản xuất ra các cái máy tạo nước pi. Thì chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh tập đoàn rất là lớn ở đây, đúng không ạ? Và họ tập trung chuyên chỉ về dòng máy tạo nước pi nên là các sản phẩm của họ rất là đa dạng cũng như là được đầu tư rất là nhiều về công nghệ với hơn 36 năm kinh nghiệm sản xuất và có khoảng hơn 36 bằng phát minh sáng chế và hiện nay cũng có mặt ở trên 30 nước trên toàn cầu và được nhận đến hơn 100 giải thưởng tại Hàn Quốc cũng như quốc tế. Thì đây là các cái chứng nhận, chứng chỉ ở trên khắp thế giới, đặc biệt là đây chúng ta có chứng nhận của FDA là Cục Quản lý Thực phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ. Đây là một chứng nhận rất là uy tín, đúng không ạ? Ở đây chúng ta đã có riêng cái cách để anh chị có thể tra cứu, làm sao để tra cứu được thông tin của Biontech trên trang chủ FDA của Mỹ. Đó. Tiếp theo bên này chúng ta sẽ biết là máy tạo nước pi hoạt động như thế nào, cấu tạo như thế nào, làm sao để có thể tạo ra được một nguồn nước pi đầy đủ nhưng tính chất tốt. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là các cái cấu tạo của nước pi được cấu tạo bằng rất nhiều những thành phần rất là xịn, rất là tốt ở trên thế giới. Ví dụ như là bộ lọc sợi lọc thì được cấu tạo bằng sợi bông FGE của Mỹ này, màng lọc hollow fiber này giúp tạo ra nước tinh để uống chứ không giống như một số hãng khác là không có màng lọc, hay là các cái đá khoáng tự nhiên của Hàn Quốc và than hoạt tính Kuraray của Nhật Bản thì đều là những cái những cái vật liệu tốt nhất được lựa chọn để cấu thành lên cái máy tạo nước pi này. Và đặc biệt nhất ở đây chúng ta sẽ có bản cực của nó sẽ được tạo thành bằng bằng những chất liệu rất là cao cấp, đó là titanium và platinum, là chất liệu nguyên chất rất là khó để sản xuất, đúng không ạ? Thì cấu tạo của nó bên ngoài sẽ là những cái màn hình LCD, bên trong sẽ là những cái bản cực điện giải và buồng điện giải ở trong này, đúng không ạ? Ở đây là các lõi lọc và có thể lựa chọn được các mức nước ở đây. Thì đây là cách cấu tạo và cách hoạt động của nước pi, là nước sau khi được đi qua bộ lọc sẽ được đi qua buồng điện giải và từ buồng điện giải này sẽ tách nước tạo thành nước có tính kiềm và tính axit. Thì nước tính axit sẽ đi ra vòi axit và nước có tính kiềm sẽ đi ra vòi khi mà chúng ta chọn mức kiềm, đúng không ạ? Tùy theo cái cách lựa chọn mức nước của chúng ta. Đó. Và tiếp theo chúng ta sẽ biết được đến các cái đặc tính của nước pi được tạo thành ở đây, là các đặc tính tốt của nước pi như dầu vi khoáng này, cấu trúc của một nước nhỏ, nước có tính kiềm và nước có tính chất chống oxy hóa của hydrogen. Ở đây chúng ta sẽ có sẵn là cái thuốc thử pH nó sẽ hiển thị giải màu theo từ tính axit cho đến tính kiềm như thế nào. Và ở trên này nó sẽ là là cái bảng ORP thể hiện cái mức khả năng oxy hóa, đúng không ạ? Nước có tính chất càng chống oxy hóa tốt thì cái ORP càng âm, và có tính oxy hóa càng cao thì ORP càng dương. Thì ở đây khi chúng ta làm các thí nghiệm thì chúng ta sẽ dựa vào đây để làm những thí nghiệm với nước tốt, với nước pi anh chị nhé. Tiếp theo bên này, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ có thông tin về ở đây chúng ta sẽ có thông tin về nước pi được sử dụng, cách sử dụng nước pi như thế nào, các loại nước pi được sử dụng như nào. Chúng ta sẽ có hướng dẫn ở đây ở các mức nước khác nhau như là purify nước pH mức 1, mức 2, mức 3, mức 4, mức 5, nước axit mức 1, mức 2 được sử dụng phòng những việc gì, thì anh chị có thể tham khảo ở mục này, ở trang này. Ở trang tiếp theo chúng ta sẽ có các cái công bố khoa học, những cái nghiên cứu phát triển
nước pi, những cái nghiên cứu về tính năng tốt của nước pi như thế nào. Đây là những cái tham khảo mà anh chị có thể là sử dụng để tham khảo cho khách hàng chúng ta có thể biết được là nước pi có những cái tác dụng như nào, ví dụ như tác dụng với bệnh ung thư như nào, tác dụng với tiểu đường, với chống lão hóa, với béo phì, với loãng xương có tác dụng gì, thì đều có những cái đường link ở đây anh chị có thể là tham khảo về những cái nghiên cứu này. Tiếp theo là chúng ta sẽ có gì ạ? Từng cái loại máy tạo nước pi. Đấy thì sẽ có từng cái thông số kỹ thuật của sản phẩm này, các cái lõi lọc có bao nhiêu lõi lọc này, đó bao nhiêu bản cực điện giải này, tạo ra những loại nước gì này, công nghệ sục rửa ở đây là gì, đúng không ạ? Và các cái chứng nhận thiết bị y tế. Đó thì chúng ta sẽ có gì ạ? Từng cái loại khác nhau. Sẽ chia ra làm gì ạ? Các cái loại thứ nhất là loại 5 bản cực này, đúng không ạ? Là có BTM 2000, BTM 100N. Thứ hai là loại 7 bản cực, chúng ta sẽ có BTM 303D, BTM 207D. Đúng không ạ? Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ có loại gì ạ? 9 bản cực là gì ạ? BTM 505N. Đây là loại cao cấp nhất với gì ạ? 9 bản cực, hai lõi lọc 15 tầng lọc, đúng không ạ? Và rất nhiều đây. Các thông tin về gì ạ? Chứng nhận thiết bị y tế các kiểu đều có ở trên catalog của chúng ta. Anh chị sẽ tư vấn cho khách hàng của mình tùy vào gì ạ? Tùy vào điều kiện của khách hàng, sẽ có tùy từng loại, tùy theo từng điều kiện mức giá khác nhau. Và cuối cùng là chúng ta cũng sẽ có một cái sản phẩm mà gì ạ, một sản phẩm được tích hợp, sản phẩm có thể là gì ạ, upsell hoặc là sản phẩm gì ạ, chúng ta sẽ tiện ích hơn trong quá trình sử dụng, đó chính là máy tạo nước gầm tay hydrogen ở đây. Thì đây là một sản phẩm gì ạ, tiện ích, có thể là đút túi mang theo mọi nơi để giúp cho tạo ra nước hydrogen. Nước hydrogen là một trong 4 đặc tính tốt của nước pi, đúng không ạ? Đó là tất cả những cái thông tin về gì ạ, máy tạo nước pi mà anh chị cần phải tư vấn cho khách hàng khi sử dụng một cuốn catalog như thế này. Đó thì ở trong này, sau này chúng ta sẽ có gì ạ, đại diện chính hãng của Biontech tại Việt Nam, tất cả các thông tin về gì ạ, về công ty, về gì ạ, về nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam ở sau này. Đó thì đây là gì ạ, tất cả những cái thông tin cho một cuốn catalog mà anh chị cần phải gì ạ, giới thiệu khách hàng khi mà gì ạ, có những khách hàng quan tâm tìm hiểu sản phẩm này. Chúc các anh chị có những cái thông tin kiến thức thật là vững để tư vấn cho khách hàng của mình đạt những cái hiệu quả tốt nhất khi tư vấn cho sản phẩm. Và xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi video. Xin chào lại các anh chị.